Nhân ngày sách và dân quá độc Việt Nam 2024, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách đặc biệt Ngàn năm dân hiến quốc gia Việt Nam được trình bày song ngữ Việt Anh. Đây là công trình được thực hiện với mong muốn đem đến cho độc giả cơ hội được thưởng lãm những báo vật trên khắp đất nước ta, từ đó có được những hiểu biết về một cách hệ thống xuyên suốt sâu sắc về 265 bảo vật của đất nước, và góp phần tôn vinh lan tỏa những giá trị vô cùng quý giá của hàng ngàn năm dân hiến. Điểm nhấn của cuốn sách là trình bày ngắn gọn, xúc tích về nguồn gốc thời đại, đặc biệt là cùng những giá trị đặc sắc tiêu biểu của bảo vật trong hành trình niên đại của các bảo vật quốc gia, bắt đầu từ giai đoạn trước công nguyên cho đến thời kỳ chiến tranh cách mạng, đánh dấu bằng những bước ngoặt vĩ đại là cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.